Sự ra đời của chi bộ Cửu Lợi đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng, huyện Hoài Nhơn nói riêng và nhân dân Bình Định nói chung, đã trở thành linh hồn trong phong trào đấu tranh của nhân dân Bình Định. Trong những ngày đầu có đảng, Cửu Lợi là niềm tự hào của nhân dân và đảng bộ Hoài Nhơn, là biểu tượng và niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của đảng ngay trong những ngày đầu khó nhất. Cửu Lợi đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong công tác giáo dục truyền thống và hung đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.